Chúng mày xô cùng mai bông bông trong này 3 ngày đi chụp quân mê mà cắt sọ mà cắt sọ từng ơi từng côn mà ngày đi máu ban mạng cái chun mà hay lấy nhóm cắt hai ơi sau ta sẽ đặt côn nó lấy chập ra mà còn lại được cởi lang ấy lừa cắt đây vì vì tham mà cắt sọ đó là nhóm ta sai chất chiên này để cắt cột bán này cột mà cắt cái cột nhóm tiền mà cắt này hàng bọc bông thì của cắt sọ cột có thể cắt sọt có tới xuống thì xa à, lời còn lan cắt này đang đo lưu cái cắt lưỡi ấy, ấy thì chuyên cô phung ta riêng trong hôm cái nạt hôm ấy đấy và hôm ấy sọ cho tôi đọc luôn cô dương vì lùm mọc cái ấy à, sọ có đo lươn này là hai ấy nó cứ lan bình cái ba thế cắt tổ bốn đi cho nó đấy hôm ấy thì đẹp ta cho ban màn tích nó miền à chuyên có thể kẹp bông ấy chui tục có ba ôn tích viên ở sân nghiệm thằng ơi thằng con thằng chiêng chui tục có ba cột mà mình chân tế cắt ở bàn này thì cắt vào đá xoay vào đá xua vào đá thì cắt nó sợ ôn xa ạ đó chiêng chụp phong ấy phong xoay của xoay nên thưa mấy cái cột mình làm hai cột sạch cô nữa để cho đang cắt ngang khối chiêng về vào bộ sợ cột chênh thích bộ có mai là một cột bộ mình tiệm tiệt đỏ cái nát đỏ chân của sọ chạy co gọi là kịp lồng lấy đỏ máu chụp và vệ chùa sọ nơi khăn khỏi rồi là mấy chú chuyên sọ ở khánh thức xa kì xưa nhóm phát sọ ôn xa đó nhưng kì sao kì khánh sọ kì cắt văn năng hay khánh xa đó thì sọ chạy cho một đó là thì cắt sọ một đồng đồng chiêng khăm mò ta cọt chật đấy nị ấy bán chiêng này cọt phở hay cọt miền lụi cho huy liệp sọ mà xì khe cho huy nó có nhóm phở đấy cho huy nó liệp tới lò nơi chộp bàn dù đó vẻ chập sọ hàng lưới ấy vì phong chập phong ấy phong thơ mày ấy sọ côn xa ạ hay cốt nhớ tới cốt có sổ lánh khmê nhỉ cho chất cắt sọ mình cắt sọ tới chút chút chú chiên dương mình đi trả tiền lấy cắt ấy chập cắt chập nâng nâng thì nhóm miền ấy nó bị ăn vào thòn đó bốn nhóm nâng coi soi cho bị cởi khư nhóm nâng đó cái thao sọ cái xa đó này cái như tập vẽ mạng thì xa đó mạng xa đó anh vẽ tầm hòm sọ vẽ tầm hòm sọ này nhóm lên căn này khi sẽ đập chiên rồi lấy chập đang phong sọ kia vừa hào vậy video ngày nắng mình phần nâng đây chú côn một cắt sọ cắt sọ từng ơi từng côn rồi dương chất xum xô đấy rồi xâm a đấy rồi chất chiên bông chiên có xâm a còn ai ao ấy vì do phi sọ do ai ao ấy thì nè đau bị đổ bông phôn thôi nhưng cắt sọ hai sọp bông chiên còn hết cả đấy cái sai anh chút một chút ấy cái sai anh ta chịa còn về đại chiên còn hết ao ấy đứng còn lực đại sập bẹ họ côn điện nhóm là xem là còn miền chi thôi anh chẳng hay chiêng có sờ bài chân này này anh ấy rụt cột về kinh cắt sợ hơi có sờ bài chân này hay đi chiêng hay cái đà cái sai chịu mua hơi còn có ở côn nhiệt ở côn chơi ngày nó video nhưng mình là phân năng ở côn hiện ra tôi sẽ làm ở nhiều